Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hẹn như các bạn đọc tiêu đề đó, hôm nay thì mình sẽ làm về chủ đề makeup nha. Thì cũng sắp đến Tết rồi đó, mới đây mà đã hết một năm trôi qua rồi, nhanh ghê luôn. Và đây là cái mặt của mình khi gần Tết tới rồi các bạn ơi, không biết sao luôn ơi. Thì thường ngày là mình có để máy để mình che lại cái trán của mình á, nhưng mà năm nay thì mình muốn thử để hai máy coi nó như thế nào nha. Lúc này nè, mình đang dưỡng cho nó dài ra nè. Đã xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cột tóc lên cho gọn và sẽ vào bước makeup nha. Cái này là mình quay buổi tối cho nên là mình chỉ sức kem dưỡng vô thôi, không có sức kem chống nắng nha. Nếu mà mình makeup buổi sáng thì mình sẽ sức nó. Thì đầu tiên vô là mình sẽ gắn len trước. Mình mới vừa sắm em len này nè, thì bây giờ mình sẽ đeo nó vô cho nó đẹp. Thì là lúc mới đầu đeo len thì nó khá là khó khăn nha, nhưng mà bây giờ mình đeo cũng khá là quen rồi đó. Vì đeo nó hơi cồng kềnh của đầu một xíu thôi, chứ thật ra là một xíu là mình đã đeo được rồi nè. Thì đây là cặp len màu đen, nhìn nó cũng không có khác gì màu mắt lúc đầu của mình, nhưng mà nó sẽ giúp mắt mình to ra các bạn, nhìn rất là thích luôn. Sau khi đeo lên rồi thì mình sẽ bắt đầu đánh kem nền nha. Đây là mình khi đánh kem nền xong nè, những cái mặt nó mịn ra lắm luôn á. Và sau khi đánh kem nền xong thì mình sẽ phủ phấn nha. Bây giờ thì mình sẽ kẻ chân mày nha, nói thật là đó giờ mình không biết kẻ chân mày luôn á, nhưng mà để làm cho cái makeup của mình kiểu nó hài hòa hơn cho nên là mình sẽ thử kẻ nha. Mình sẽ kẻ cho nó thật là nhạt nhất có thể luôn. Coi như vậy là ok rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đánh mắt. Năm nay là năm mới rồi cho nên là mình sẽ chọn một cái bảng mắt màu hồng nha. Thường thì mình toàn là đánh mấy cái màu mắt màu nâu chạm, mà hôm nay mình sẽ đánh màu hồng nha.
mộng. Nói thiệt luôn ấy, mình chưa bao giờ mà kẻ con mắt mà hai bên đều đủ luôn á. Bây giờ khi mà xong rồi á, mình sẽ bắt đầu son môi nha. Mình sẽ chùi đi cái lớp son dưỡng trước. Đây là son dưỡng có màu mà mình đánh lúc đầu rồi á. Rồi sau đó là sẽ phủ một ít phấn lên để cho cái màu môi của mình nó lên màu chuẩn hơn á. Nhưng mà lúc mà chuẩn bị đánh son thì mình chợt nhớ ra là mình chưa đánh mascara. Đây cũng là một bước khá là quan trọng luôn á.
Rồi ok, thế là mình đã đánh xong cái make up rồi. Hôm nay một cái tông make up nó rất là ngọt ngào luôn ý. Cái này mà đi chơi tết thì còn gì bằng đúng không? Lúc đầu thì mình không có tính uống tóc đâu, tại vì cái tóc của mình nó rất là thẳng luôn, cho nên là mình phải uống một xíu. Nhưng mà uống rồi thì hồi nó cũng thẳng ra nữa này các bạn ơi. Ok, sau khi chụp hình quay video xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tẩy trang và kết thúc clip tại đây nha. Nói chung là cũng khá là tiếc khi mình phải tẩy trang cái lớp make up này luôn ý. Với lại giờ này cũng 8-9 giờ rồi, cũng đâu có đi chơi được đâu đúng không các bạn. Cho nên là mình phải tẩy trang thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này nha. Đừng quên cho mình một like, một share và subscribe. Bye bye các bạn, hẹn các bạn ở clip sau nha. Bye.